lửa thiếu dương nhật luân. Thank you.
Thiếu Dương Nhật Luân. Xin chạm ngưng. Tòa thành sắp sập, chúng ta sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế. Xin chạm ngân thư, sở hướng phi mỹ. Ta chưa từng quên gió rít tay lưng. Thiên.
kể cả ánh trăng trên trời, ta cũng hái xuống cho ngươi xem. Tiềm Long xuất hải đào như tuyết, nhất điểm hàng mang quán nhân mang tướng triệu vân, nhất định của bộ sứ mệnh. Cũng là một thành viên của Tây Lương Thiết Kỵ. Từ nay về sau, ta dù là nữ nhi cũng là một thành viên của Tây Lương Thiết Kỵ. Nguyện dốc lực vì đại nghiệp. Vậy Thái Âm diễn